Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trước hết là phần điểm qua một số nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 7 tháng 5. Tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hai cụ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo dừng khai thác, kiểm tra độ sâu mỏ cát thượng nguồn sông Bồ. Công viên Nghĩa Trang Tâm Linh, mô hình dù chỉ mới xuất hiện ở Huế nhưng đã tạo ra một cách nhìn mới về khuôn viên Nghĩa Trang văn minh hiện đại, gắn kết với các gia đình trong cả hoạt động tri ân, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hai cụt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Lào. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao tỉnh Salavan và Sekong Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ban công tác đặc biệt của chính phủ. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515. Buổi lễ đã diễn ra với những nghi thức trang trọng nhất. Sau lễ thỉnh chuông, mặc niệm và dâng hoa lên tượng đài, 18 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây là những hài cốt được đội quy tập mộ liệt sĩ 192 tìm thấy và đưa về sau hơn 7 tháng triển khai hoạt động tại nước bạn Lào. Trong đó có một liệt sĩ có tên họ quê quán đầy đủ là liệt sĩ Lưu Hữu Trí, hy sinh ngày 3 tháng 4 năm 1967, quê ở Hà Nam. Tính đến nay, đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã quy tập được hơn 800 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Hoạt động này vẫn được tỉnh Thừa Thiên Huế và nước bạn Lào triển khai tích cực trong thời gian tới, bởi hiện nay vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam vẫn còn nằm lại đâu đó trên nước bạn. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 11. Hội nghị lần này với nội dung thông qua công tác nhân sự tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhất trí hiệp thương cử bà Phạm Thị Ái Nhi vào Ủy viên Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội cũng đã lấy ý kiến góp ý của các đại biểu về dự thảo sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua đề án nhân sự Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn những người có năng lực, sức khỏe, tâm huyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong thời kỳ mới, cũng như không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ địa phương. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình tại khu vực bãi bồi Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Đây là mỏ cát đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hải khai thác từ năm 2016 và thời gian gần đây gây nhiều bức xúc trong nhân dân mà chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước đây. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ra soát các thủ tục để tạm dừng việc khai thác khoáng sản tại mỏ Khe Băng thuộc phường Hương Vân, Hương Trà và xã Phong Sơn, Phong Điền, khu vực bãi bồi Lại Bằng thuộc phường Hương Vân, đồng thời khẩn trương tiến hành đo đạc, khảo sát, kiểm tra đánh giá hiện trạng khu vực này theo giấy phép khai thác đa cấp. Trong quá trình đo đạc phải có sự tham gia của chính quyền cấp huyện, xã. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm, yêu cầu có biện pháp xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 5. Trong một diễn biến liên quan, ngày 6 tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng giao thông Tuấn Hải về việc tạm dừng hoạt động khai thác cát sỏi tại khu vực mỏ đá đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép. Công văn nêu rõ, qua nội dung phản ánh tại phóng sự, người dân phản ứng trước việc khai thác cát bừa bãi được phát sóng ngày 3 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm tra độ sâu khai thác tại khu vực bãi bồi Lại Bằng và mỏ Khe Băng. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng giao thông Tuấn Hải tạm dừng các hoạt động liên quan đến khai thác cát sỏi tại hai khu vực mỏ nêu trên. Chiều qua tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo kế hoạch, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định, đoàn thanh tra của Bộ Lao động sẽ tiến hành thanh tra tại 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở ngành liên quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, xã và một số doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến thời điểm hiện tại. Mục đích của công tác thanh tra là nhằm đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới và việc thực hiện các chương trình đề án liên quan đến bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất chấn chỉnh những sai sót đối với cá nhân tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về bình đẳng giới, đề xuất kiến nghị các cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc phục những bất cập, những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bình đẳng giới. Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật bảo hiểm sửa đổi với mục tiêu đổi mới cung cấp dịch vụ, phương thức kinh doanh và phương thức quản lý nhà nước. Theo Bộ Tài chính, để đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua đổi mới cung cấp dịch vụ, phương thức kinh doanh và phương thức quản lý nhà nước, cần tập trung các nguồn lực để sửa đổi, hoàn thiện luật kinh doanh bảo hiểm một cách đồng bộ, toàn diện, có lộ trình, đảm bảo tính khả thi, công khai, minh bạch, tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Đặc biệt phải coi trọng chất lượng và sự an toàn của thị trường, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để hình thành một hệ thống thị trường bảo hiểm đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính của đất nước. Luật bảo hiểm sửa đổi sẽ kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm, đồng thời chủ động ra soát, sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo hộ đối với thị trường bảo hiểm. Thưa quý vị, đã hơn một năm, xăng E5 RON92 được đưa vào sử dụng thay thế cho xăng RON92. Hiện mức thuế môi trường của xăng E5 đang được tính bằng 95% so với xăng RON92, khiến cho giá xăng E5 thấp hơn xăng RON92 không đáng kể. Bộ Công Thương cũng thừa nhận mức thuế này chưa hợp lý. Hiện mỗi lít xăng E5 RON92 giá 20.688 đồng một lít, xăng RON95 là 22.191 đồng, trên 1.503 đồng mỗi lít. Theo số liệu báo cáo, lượng tiêu thụ xăng E5 RON92 trên địa bàn cả nước trong 3 tháng đầu năm giảm sút so với năm trước do người dân chưa mặn mà với xăng E5. Mà chúng ta phải đánh giá ở trên cái dựa theo cái mức độ khí phát thải khi chúng ta sử dụng cái xăng E5 này ra, chúng ta không thể dựa vào cái hiện nay là chúng ta chỉ so sánh, ví dụ hiện nay là mức thuế của xăng bình thường là 4.000, hiện nay đang kịch trần nhưng chúng ta đã biết thuế môi trường ấy là 4.000, trong khi thuế của xăng E5 là chỉ chênh có 200, tức là 3.800. Như vậy nó sẽ không đảm bảo cái việc khuyến khích người tiêu dùng là người ta sử dụng cái xăng E5 này. Bộ Công Thương cũng đã đề xuất cả cấp có thẩm quyền sửa về thuế môi trường với xăng E5, tạo sự cách biệt về giá giữa hai loại xăng để khuyến khích người dân sử dụng. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Nhiều bệnh viện có chất lượng chuyên môn rất tốt, nhận được sự tin tưởng và khen ngợi của người dân, nhưng cũng có sự cố làm ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành. Nếu bệnh viện không quản lý được toàn diện chất lượng các dịch vụ, rất có thể những sự cố đó sẽ còn lặp lại. Theo Bộ Y tế, trước đây, ngành y tế chỉ tập trung đào tạo về chuyên môn, chưa chú trọng đào tạo quản lý bệnh viện. Hiện nay, bệnh viện công lập phải tự chủ tài chính, do đó người đứng đầu bệnh viện cần được đào tạo cả về quản lý chất lượng khám chữa bệnh, cũng như nhân lực, tài chính và trang thiết bị y tế. Quản lý bệnh viện đòi hỏi sự tỉ mỉ, toàn diện và lấy bệnh nhân làm trung tâm, phải thay đổi từ việc không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu, bố trí ghế ngồi chờ tại phòng khám, trang bị xà phòng rửa tay và vệ sinh bệnh viện sạch sẽ. Đặc biệt, điều mà công tác quản lý bệnh viện cần hướng đến cuối cùng là chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, làm hài lòng người bệnh. Người bệnh được hài lòng khi được điều trị, đỡ bệnh, khỏi bệnh, được tiếp đón, chăm sóc tử tế, ân cần, được công khai, minh bạch về tiền viện phí. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, nhóm ngành đào tạo giáo viên về việc miễn thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và sẽ tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2019. Theo đó, trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2019, đã có 134 học sinh lớp 12 tham gia dự thi. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, nhóm ngành đào tạo giáo viên thực hiện miễn thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và sẽ tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2019 với 134 thí sinh này theo quy định của quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia và sẽ công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Như vậy, mặc dù chưa diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, song đã có những thí sinh đầu tiên đón tin vui trúng tuyển đại học nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình. Thưa quý vị và các bạn, với người dân Huế, khái niệm công viên Nghĩa Trang, nơi yên nghỉ cho những người đã khuất, giờ không còn quá xa lạ với nhiều người. Đó là công viên Nghĩa Trang tâm linh được quy hoạch bài bản, quy mô, có đầy đủ các dịch vụ chăm sóc, an táng, cải táng. Dù mô hình này mới xuất hiện ở Huế, nhưng nó đang tạo ra một cách nhìn mới về một khuôn viên Nghĩa Trang văn minh hiện đại, được kết hợp với các dịch vụ tâm linh liên quan khác. Và hơn cả là gắn kết gia đình trong các hoạt động tri ân, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trải với cảm giác chần chừ mỗi khi bước vào một nghĩa địa, ngày nay cả công viên Nghĩa Trang đã làm thay đổi cách nhìn về nơi chôn cất những người đã khuất. Công viên Nghĩa Trang trở thành một công trình nhiều màu sắc tâm linh, là nơi những người viếng thăm, tưởng nhớ, hoài niệm về những người đã khuất và có thể sum vầy trong những ngày giỗ Tết cổ truyền. Nằm trên địa bàn phường Hương An, thị xã Hương Trà, dự án Hương An Viên do công ty cổ phần VIF An Lộc làm chủ đầu tư trên diện tích 52 hectare. Đây là một nhà đầu tư lớn và khá bài bản trong xây dựng công viên Nghĩa Trang. Dự án có tổng mức đầu tư trên 260 tỷ đồng, được quy hoạch thiết kế đầy đủ với các yếu tố cảnh quan và môi trường thiên nhiên, với những dòng suối, dải cây xanh, hoa, thảm cỏ, khu nhà chờ. Theo tiêu chí của một công viên sinh thái, một nghĩa trang hiện đại nhưng hòa quyện và gắn chặt với thiên nhiên. Chúng tôi đang tập trung để hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án với tổng quy mô là 23 hectare, bao gồm một số khu vực chính. Thứ nhất là khu đón tiếp, khu vực đón tiếp, khu bãi xe, khu làm việc và đặc biệt là cả khu vực an táng, bao gồm 6 khu được đặt theo tên được đặt theo cả tên là Tâm An, Bình An, Bảo An, Phước An, Đại An. Tất cả những cái việc làm hiện nay và các tên gọi thì đều nhằm mục đích là từng bước cái thay đổi cái quan niệm đối với chôn cất người đã khuất và nhằm tạo cái cảm giác an tâm, thoải mái, nhẹ nhàng cho thân nhân khi thăm viếng Nghĩa Trang. Những ngày cuối tháng 3, những thành viên của gia đình anh Hà Việt Hiền, người Huế nhưng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã đến với Hương An Viên để tìm hiểu. Mặc dù dự án chưa hoàn thành, nhưng qua tham quan, gia đình anh cho rằng đây thực sự là một dự án mang đến những cách nghĩ mới với người dân ở vùng đất cổ đô về tâm linh. Tôi thấy là cái dự án này thì nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội bây giờ, bởi vì thường là các cái gia đình thì nó cũng giờ là tỏa đi muôn phương, không những là trong nước mà còn đi khắp thế giới, cho nên người ta cũng có một cái nhu cầu là có một cái nơi mà có thể là lo cái phần hậu sự cho những cái người đã khuất ấy, để mà khi mình đi xa mình không có điều kiện chăm sóc thì mình cũng yên tâm là có một cái dịch vụ mà họ lo cái phần hương khói, phần mồ mả cho những người, cho cái thế hệ cái tiền bối của mình. Quan niệm vùng đất Hương An Viên được gắn liền với nhiều truyền thuyết về Long Mạch, là nơi lý tưởng để an táng người thân nhằm phù trợ cho con cháu đời sau. Các khu mộ được bố trí khoa học, xen kẽ trong các khung cảnh đầy màu sắc tâm linh. Đây sẽ là nơi đáp ứng tốt nhu cầu địa táng, cải táng của người dân trong tỉnh cũng như các địa phương khác. Về mặt tâm linh thì đây là một công trình đặc biệt, cho nên đơn vị thi công cũng là cố gắng nhắc nhở anh em trong quá trình thi công thì để ý tất cả các việc liên quan đến các cái về màu mạ, về các cái vật liệu kiến trúc khác thì trong quá trình thi công phải để ý để cho cái công trình nó hoàn thành đúng cái tiến độ của chủ đầu tư nó đề ra và nhanh chóng đưa vào sử dụng và hoạt động. Đây là một trong cái mô hình mà thuộc dạng cũng mới, cho nên là cũng được rất là nhiều người dân đến xem, cũng là rất thích vì đây cái dự án này có cái phong cảnh là về cái địa thế cũng rất là đẹp. Công viên Nghĩa Trang này thì tôi nghĩ là nó cũng vừa là đáp ứng được cái truyền thống của người Huế mình, bởi vì giờ thì ở Huế mình thì nói chung là cái tập tục địa táng vẫn là phổ biến. Thì ở đây thì người ta cũng có điều kiện, ví dụ từng cái phần mộ riêng lẻ thì người ta có thể tổ chức được hoặc là quy tập lại từng cái theo từng cái dòng họ, từng cái gia đình. Mô hình công viên Nghĩa Trang đã được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng khá lâu.
Ở Việt Nam, dù mới được áp dụng, song các công trình công viên nghĩa trang thực sự đang tạo ra một khái niệm mới về nghĩa trang, đẹp hơn, văn minh hơn. Hương An Viên ở Huế được xem là một trong những điển hình mới. Công viên nghĩa trang này triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ để các gia đình có một phần yên tâm. Đó là dịch vụ nhà chờ được thiết kế đẹp, hệ thống xe điện đưa du khách từ khắp nơi đến thăm viếng một phần người thân và tham quan quang cảnh nghĩa trang miễn phí. Khu vui chơi trẻ em, dịch vụ chụp ảnh. Một điểm mới khác tại đây là việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo quản các mộ phần quanh năm, quẹt dòng mộ, thắp hương, cúng bái vào các dịp lễ đặc biệt. Dịch vụ tư vấn các vấn đề tâm linh từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Dịch vụ cúng dỗ thăm viếng trực tuyến. Đối với dự án này thì chúng tôi đặt nặng tính chất là sinh thái và cảnh quan môi trường. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã cố gắng giữ lại tối đa cái hiện trạng của khu vực, bao gồm sông hồ, các đồi núi v.v. Đồng thời là đầu tư tôn tạo và bổ sung thêm như các cái công trình kiến trúc bằng các công trình kiến trúc như của các của kiến trúc sư nổi tiếng như kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, các cái tường, hệ thống tường tâm linh, rồi như các tượng Phật, tượng 18 vị La Hán v.v. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng cái dự án này trở thành một cái trung tâm văn hóa hiệu nghĩa, mang tính nhân văn. Mô hình nghĩa trang công viên Hương An Viên đang thực hiện tại Huế sẽ giúp người thân thăm viếng dễ dàng, tưởng nhớ tổ tiên, kết hợp với các sinh hoạt gia đình, sinh hoạt cộng đồng, nghỉ ngơi, thư giãn. Mô hình này sẽ giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với người sống và tri ân tưởng nhớ người đã khuất. Khi hành hương, khách tham quan sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng, dường như không còn khoảng cách giữa thế giới tâm linh và thế giới hiện tại. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.